Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống từ cơ sở của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, đoàn công tác của Quận ủy Ô Môn do ông Nguyễn Hoàng Ba, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ô Môn làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của chi bộ Phòng Giáo dục Đào tạo quận, ông Nguyễn Hoàng Ba, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ô Môn đề nghị tập thể chi bộ Phòng Giáo dục Đào tạo quận cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ, tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm chỉ đạo việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị gắn với việc quy hoạch chức danh lãnh đạo tại các trường, làm tốt công tác quy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi năm học 2023-2024 sắp tới, đồng thời tích cực kêu gọi nguồn lực xã hội để chăm lo ba đủ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp đầu năm học mới sắp đến. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt, vừa dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm 2023 gắn với sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ phường Thốt Nốt. 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ phường Thốt Nốt đã tập trung chỉ đạo hoàn thành đạt và vượt 14 trong số 17 chỉ tiêu nghị quyết năm 2023, duy trì nhân rộng 23 mô hình dân vận khéo, hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức thành công hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác cải cách hành chính được quan tâm lãnh đạo và thực hiện tốt, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%, thu ngân sách địa phương đạt hơn 61% kế hoạch, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 79%, công nghiệp thương mại dịch vụ phát triển ổn định, công tác xây dựng kết cấu hạ tầng có nhiều khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương tiếp tục được giữ vững ổn định. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt đánh giá cao về những kết quả đạt được của Đảng bộ phường, đồng thời lưu ý địa phương cần tiếp tục chỉ đạo bám sát thực hiện nghị quyết 5, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tổ chức cơ sở đảng, tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác thu thuế, đẩy mạnh thực hiện các mô hình dân vận khéo, nhất là phấn đấu vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu, phối hợp tuần tra canh gác đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Huyện ủy Phong Điền vừa sơ kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023. Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác dân vận và thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng chính quyền, phát động đăng ký được 112 mô hình dân vận khéo. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo dân tộc tiếp tục được tăng cường. Các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban kiểm tra Quận ủy Bình Thủy vừa có buổi làm việc với chi bộ Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận về kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập năm 2022-2023. Thời gian qua, chi bộ Trung tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ thị nghị quyết quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và lĩnh vực phòng chống tham nhũng tiêu cực được quan tâm. Các biện pháp phòng ngừa cơ bản được triển khai thực hiện đầy đủ. Việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập, tổ chức công khai đúng theo quy trình, thủ tục hồ sơ đúng quy định, hướng dẫn thực hiện của cấp trên. Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2023, Ủy ban kiểm tra Quận ủy sẽ có buổi làm việc với chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Trung tâm Y tế, Đảng ủy phường Long Tuyền, Thới An Đông, Trà An, chi bộ chi cục thi hành án dân sự quận và chi bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận. Đảng ủy Công an huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết kết quả thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng qua, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh đề nghị Đảng ủy Công an huyện trong thời gian tới tiếp tục giám sát, chỉ đạo chặt chẽ hơn các nhiệm vụ đề ra, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của Chính phủ, duy trì hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Công an huyện Cờ Đỏ cũng vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an huyện Cờ Đỏ đã triển khai có hiệu quả các mặt công tác góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 13 vụ, bắt 13 đối tượng, giảm 4 vụ so với cùng kỳ. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 3 vụ, làm chết 3 người. Công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, duy trì hiệu quả hoạt động các mô hình như đồng bào dân tộc Khmer đảm bảo an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa, tố giác tội phạm qua đường dây nóng, mô hình Zalo an ninh trật tự, sớm đạo đoàn kết văn minh và nhiều mô hình khác. Qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều vừa tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân 11 phường. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều đến dự và chỉ đạo hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Hội đồng Nhân dân quận và phường tiếp tục được nâng cao về chất lượng. Đặc biệt, tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 5, thứ 6 chuyên đề của Hội đồng Nhân dân quận ban hành 13 nghị quyết. Hội đồng Nhân dân hai phường tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân phường. Hoạt động giám sát với nội dung được chọn lọc có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tiễn. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được chỉ đạo thực hiện kịp thời với nhiều hình thức, được cử tri đồng tình đánh giá cao. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều đề nghị tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao và quan tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân quận và phường đã đề ra. Tập trung bám sát các nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân quận và phường về nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023. Tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân quận và phường, chú trọng công tác giám sát, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng theo luật định. Thưa quý vị, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho công đoàn viên và người lao động luôn được các cấp công đoàn quận Ninh Kiều thời gian qua tập trung đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Công ty cổ phần May Tây Đô hiện nay có hơn 1.230 lao động, trong đó công nhân lao động sản xuất trực tiếp hơn 1.000 lao động. Thời gian qua, lãnh đạo công ty luôn quan tâm trang bị bảo hộ lao động cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để công nhân và người lao động an tâm sản xuất. Ngoài ra, công ty còn thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, như duy trì việc chi trả lương hàng tháng đúng đủ và kịp thời gian, đảm bảo việc ký hợp đồng lao động đúng theo quy định, cải thiện điều kiện nên làm việc ngày càng tốt hơn, có tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong các phân xưởng. Công đoàn viên và người lao động được hưởng lương phụ cấp và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành. 100% công đoàn viên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Trong thời gian qua thì công ty đã có hỗ trợ cho công đoàn, công nhân, công đoàn viên rất là nhiều. Riêng bản thân em thì cũng trường hợp là khó khăn. Thời Covid thì cũng có hỗ trợ tiền. Công đoàn công ty là cho được cái máy ấm công đoàn. Ban chấp hành công đoàn công ty là rất quan tâm đến công tác chăm lo về chính sách cũng như là về những cái chế độ cho người lao động nhằm đảm bảo cho người lao động có được tiền lương, thu nhập cũng như là cái công việc của mình được ổn định. Bên cạnh thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công đoàn viên và người lao động, các cấp công đoàn quận Ninh Kiều còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo. Nổi bật là vào đầu năm học và Tết Trung Thu, phối hợp với các phòng ban ngành, tổ chức tặng hơn 1.300 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 2 tỷ 500 triệu đồng và đã trao 668 suất học bổng cho con em đoàn viên vượt khó học giỏi với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra còn vận động hơn 20.000 quyển tập tặng cho các em. Cùng với đó,
công đoàn viên và người lao động quận Ninh Kiều cũng đã tích cực tham gia đóng góp quỹ Tấm lòng vàng công đoàn Cần Thơ với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học khuyến tài, tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa Trường Sa, ủng hộ chương trình vì Hoàng Sa Trường Sa, đóng góp xây dựng tượng đài chiến sĩ Gạc Ma, ủng hộ xây dựng bệnh xá cho nhân dân huyện đảo Trường Sa, giúp đỡ nhân dân bị bão lụt vân vân với số tiền trên 16 tỷ đồng. Hàng năm thì các cái doanh nghiệp cũng đã treo băng rôn tuyên truyền tại nơi làm việc và đảm bảo các cái biện pháp an toàn lao động. Trong nhiệm kỳ thì không có trường hợp nào xảy ra tai nạn lao động ở tại nơi làm việc. Và các hoạt động chăm lo bữa ăn ca cho người lao động cũng được quan tâm. Mỗi suất ăn từ 18 đến 20 ngàn đồng, tăng lên từ 20 đến 25 ngàn đồng. Và trong nhiệm kỳ cũng đã thành lập được 35 công đoàn cơ sở, phát triển hơn 2.500 đoàn viên. Tiếp tục phát huy cái tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo cấp công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lãnh đạo công đoàn cơ sở. Cái thứ ba là chủ động, linh hoạt, sáng tạo đề ra và nhân rộng các cái mô hình, cách làm hay để vận động, tập hợp công đoàn viên, công nhân viên và người lao động để tham gia thực hiện tốt các phong trào phần việc do Liên đoàn Lao động quận phát động. Với phương châm hướng về cơ sở, các cấp công đoàn quận Ninh Kiều luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho công đoàn viên, người lao động và thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho công đoàn viên, người lao động, khẳng định vai trò vị trí của tổ chức công đoàn trong đời sống xã hội. Mới đây, quận đoàn Cái Răng kết hợp đoàn cơ sở phường Tân Phú tổ chức lễ bàn giao nhà nhân ái cho anh Hồ Ngọc Thanh, bí thư chi đoàn khu vực Phú Thuận A, phường Tân Phú có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chị Lư Thị Ngọc Anh, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, bí thư Thành đoàn Cần Thơ và ông Trần Hải Long, phó bí thư thường trực quận ủy Cái Răng đến dự. Căn nhà được xây dựng với tổng diện tích 80m², mái tôn, nền lót gạch, tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, quận đoàn Cái Răng vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình đóng góp 20 triệu đồng, giúp cho căn nhà khang trang vững chắc hơn. Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành đoàn Cần Thơ, quận ủy Cái Răng cùng các ban ngành đoàn thể phường Tân Phú đã trao tặng cho gia đình nhiều phần quà ý nghĩa, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống. Và mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Lai tổ chức lễ bàn giao máy ấm tình thương cho hội viên Nguyễn Thị Tuyết ở ấp Trường Tây, xã Trường Thành. Sau hơn một tháng thi công, đến nay căn nhà đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích hơn 72m², kết cấu vách tường mái lợp tôn nền lát gạch men, kinh phí xây dựng hơn 120 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ 13 xã thị trấn hỗ trợ 52 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. Đây là căn nhà tình thương thứ hai được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động cất tặng cho hội viên khó khăn có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn huyện. Trước đó, hội cũng đã vận động xã hội hóa cất tặng một căn nhà tình thương, sửa chữa một căn nhà cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Xuân A, tổng số tiền 114 triệu đồng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp sống từ cơ sở hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.